Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo được cái hiệu ứng như thế này. Mình tạm gọi đó là chân dung lồng vào chữ. Rồi, thật ra cái này mình thấy một bạn post lên trên Blend and Retouch, mình thấy khá là hay. Bạn đã cũng nói là sẽ post tốt nhưng mà mình chờ chưa thấy, cho nên là thôi mình làm luôn. Rồi, ok, thì đây đầu tiên ha, thì chúng ta cần có những cái như sau. Thứ nhất là nền và cái hình chân dung các bạn muốn. Ví dụ như đây là mình lấy hình của Antoine Griezmann, đại khái thế. Các bạn có thể sử dụng các hình của các bạn cũng được, tuy nhiên là nhớ chọn cái hình nào cho nó dễ tách nền một chút, tại vì các bạn có thể thấy là đây chúng ta cần phải tách nền đây ha. Đó, thì đây là mình tách nền từ cái hình này đây, các bạn có thể thấy là mình tách ra nè. Cái cách tách á, thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn có thể coi cái tút tách nền tóc hình khối đơn giản á, mình để dưới này nè. Đó, mình để dưới này. Thì các bạn có thể click vào ha. Thì cái cách làm như sau đơn giản, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ gọi là Quick Selection Tool. Sau đó các bạn đưa nhờ ha. Các bạn sẽ cho con chuột cái hình vòng tròn này, nó to to này một chút xíu. Để tăng kích thước thì các bạn có thể bấm cái nút mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông ở trên bàn phím các bạn thì nó sẽ to ra. Đây các bạn click kéo thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã chọn vào cái vùng người ha. Đây các bạn có thể chọn cho nó đẹp đẹp chút xíu, chọn sao cho nó thêm bớt này nọ. Ví dụ như là chúng ta muốn thêm thêm cho click được thôi. Còn ví dụ như là chúng ta chọn thừa ra thì chúng ta đè phím Alternate hoặc là phím Option nếu các bạn sử dụng máy tính Mac. Click vào cái vùng mà chúng ta muốn loại bỏ đó, ví dụ như là cái vùng này mình muốn bỏ nè, thì các bạn có thể sử dụng cái Quick Selection luôn. Rồi đây, muốn lấy thêm và đây click chọn thêm nè, để phím Alternate nè, đây chọn thêm đây để phím Alternate và các bạn click vào cái phần này, ví dụ cho con chuột nó nhỏ nhỏ lại chút xíu đó, thế thôi. Thì đây các bạn sẽ có như thế này, các bạn bấm Ctrl J, phím J là cái phím ở giữa chữ H với lại chữ K trên bàn phím các bạn đó, thì bạn sẽ có cái hình tách nền đại khái thế này. Các bạn làm càng kỹ nó càng đẹp, ví dụ như bên này có cái logo mà mình quên chọn này. Ok ha, thì đây là mình đã tách sẵn rồi để cho nó đỡ tốn thời gian. Các bạn thể coi cái tút ở dưới mình up link đó, thì các bạn sẽ coi nó kỹ hơn. Rồi ok ha, thì sau khi các bạn đã có rồi, đây mình sẽ bỏ cái này đi và mình tạo một cái file mới. Vậy new nè. Để kích thước ở đây các bạn chọn kích thước làm sao các bạn cảm thấy vừa ý. Ví dụ như là mình để 1920 x 1080 tức là Full HD. Click OK, mở ra. Thì đây các bạn sẽ chọn một cái hình nào đó, ví dụ như là cũng là cái hình này luôn cũng được chẳng hạn thế. Ví dụ các bạn muốn lấy hình này luôn chẳng hạn vậy, chúng ta sẽ chọn cái Move Tool này, hoặc là bấm Ctrl A, rồi chúng ta copy Ctrl C, đem qua bên này Ctrl V, rồi sẽ paste vào. Đó, thì nó ra như thế này. Ở đây các bạn thấy là cái size hình gốc này nó rất là to, cho nên là mình sẽ Ctrl T này, muốn thay đổi kích thước mà Ctrl T. Đó, sau đó các bạn sẽ đưa con chuột vào cái góc ha, đưa con chuột đè phím Shift, giữ phím Alternate và click kéo vào trong. Thì đây các bạn sẽ click vào đâu, kéo ra sao cho nó vừa tí. Đè phím Alternate, đè phím Shift, nhớ đè phím Shift ha, để cho cái kích thước nó đẹp đẹp tí, kích thước nó được duy trì nó sẽ đẹp hơn. Đó, Enter, xong rồi Enter. Sau đó chúng ta sẽ cho nó thành màu trắng đen. Cách đơn giản, bấm Ctrl Shift U, Ctrl Shift U hoặc là nhanh, đây là cái cách nhanh ha. Còn nếu như mà gọi là thủ công á thì các bạn sẽ vào là đâu rồi, và image chọn là adjustment và chúng ta chọn là desaturation. Ta các bạn thấy là Ctrl Shift U click lại nó sẽ đưa về cái dạng là trắng đen. Thì sau khi trắng đen rồi chúng ta sẽ giảm opacity đi, ví dụ như là chúng ta để khoảng cỡ nó mờ mờ thôi cho nó tinh tế chút xíu đó, ví dụ như mình để 25%. Sau đó mình sẽ chọn cái công cụ là horizontal type tool, tức là cái gõ chữ đó, thì chúng ta sẽ click và gõ chữ tên, cái tên viết tắt, ví dụ như là Anton Jackman thì mình chọn chữ G chẳng hạn thế. Đây thì cái mình sẽ chọn là heavy. Cái phong San Francisco này thì mình cũng sẽ có cái link ngay đầu phía dưới, thì bạn thể click vô các bạn coi ha, các bạn tải về các bạn sử dụng cho nó đẹp tí. Đây, cái phong này mình sử dụng khá là nhiều, dễ sử dụng đó, ví dụ như là chữ G ở đây ha, mình sẽ để nó vào giữa hoặc là để vị trí nào đấy các bạn thích, mình để bên này chẳng hạn thế. Rồi ở đây chúng ta quay lại với cái hình hồi nãy mà chúng ta đã tách nền, cái layer này nè, đây là cái layer chúng ta tách nền ha.
À, hồi nãy các bạn copy á, thì nhớ là copy cái phần ở dưới à, hoặc là nếu các bạn không thích dùng cái hình này để làm background thì bạn có thể sử dụng những cái hình khác, ví dụ như hình này chẳng hạn thế, thời còn trẻ trâu à, này chắc khoảng cỡ 1 2 năm trước ông còn để tóc chọc à, thì đây à, nhớ là chọn vào cái background rồi mới cần Ctrl A copy ha. Nếu như các bạn để phía trên này thì à, nói chung là nên copy background trước khi chúng ta tách nền. Ở đây là sau khi tách nền rồi chúng ta sẽ chọn cái layer này ha, nhớ click chọn vào layer tách nền rồi click chuột này, đang chọn công cụ Move Tool ha, click chuột đây kéo qua bên này à, đưa qua cửa sổ bên này thả ra à, khi nào con chuột ra như này thả tay ra à, thì nó sẽ vào như thế này đó. Cũng tiếp tục cần Ctrl T à, thêm Shift Alternate, đè phím Shift Alternate ha, và click kéo ở góc là sao cho các bạn cảm thấy nó à, vừa ý vừa sai, sao cho nó đẹp đẹp tí à, để cái thế à, mình sẽ để vị trí kiểu như này Enter ha. Để cái kinh nghiệm để cho nó đẹp đẹp á, là các bạn có cái phần nào đó nó thò thò ra ngoài á, ý mình là cái tay nói chung là có cái gì thò ra ngoài thì nó kích thích cái phần đó, làm cho nó hiệu ứng giống kiểu là nó nổi 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 bật hơn ha. Thì đây sau khi ta đưa vào vị trí rồi nè à, mình ví dụ như là cánh tay này mình muốn thò ra bên này, và cái này nó hơi hơi thò ra ngoài so với chữ G đó, các bạn thấy thế nè à, đây có thể là mình sẽ đổi cái màu chữ G đi, như mình chọn cái màu chữ màu xám đậm một chút xíu đó à, click OK à, click ở đây ha, click đôi vào đây nè, chọn click OK, và sau đó chúng ta click chuột vào trong cái nói chung là chọn cái layer chữ và để phím Alternate Delete, nó sẽ đổi màu đó, thế thôi, và click mở lại cái thằng này ha. Chúng ta bấm chuột phải vào layer này và chúng ta chọn là Create Clip Click Mask à, thì nó sẽ nhập vào đây. Đây mình cảm thấy có vẻ là cái layer chữ này nó hơi tối quá thì mình chọn cái nó sáng hơn chút xíu à, cũng là chọn màu xong này, click chuột đây Alternate Delete à, nó sẽ sáng hơn, người nổi hơn. Rồi làm sao chúng ta thò ra được cái phần đầu cũng như phần cánh tay, làm như sau, chúng ta bấm Ctrl J, vẫn là phím J, chữ J là ở chữ H với chữ K đấy nha, Ctrl J, Ctrl J. Rồi tiếp tục chúng ta tạo layer mask cho nó à, đây chọn này ha, click layer mask này. Sau khi làm xong rồi chúng ta chọn layer mask và chúng ta bấm Ctrl Y để nó màu đen nó mất lại. Thì sau đó chúng ta tiếp tục chọn công cụ Brush và chúng ta chọn cái hardness chúng ta để làm 100% cho nó dễ chỉnh. Size thì để làm sao cho nó vừa ý, chúng ta có thể tăng chỉnh size ít nhang như là hồi nãy chúng ta sử dụng cái công cụ kia ha, bấm đóng mở ngoặc vuông để tăng giảm. Sau khi xong rồi chúng ta nhớ chọn cái màu trắng hoàn toàn nha, và click OK cho chúng ta bôi. Nhớ là chúng ta thao tác ở trên cái layer mask, click vào layer mask ha, chúng ta bôi vào những cái phần mà chúng ta muốn cho nó hiện ra à, ví dụ phần tóc là phần tay bên này, ơi phần dưới này là không có ha. Nếu chúng ta bị thừa ra này, chúng ta bấm phím X để đổi màu lại, hoặc các bạn bấm như này cũng được. Nói chung là chúng ta chọn màu đen, brush màu đen, và click vào đây, chúng ta bỏ đi cái phần chúng ta không muốn. Và thế là xong. Các bạn có thể thấy là cái hình chữ này lồng ở những người chữ G, cái này có vẻ chưa đẹp lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Tiếp tục chúng ta có thể là gõ một cái chữ khác, ví dụ như là size. Ở đây mình sẽ gõ cái tên của nó là Anton Sigmund. An to ni phải viết vậy không ta? cái chữ này khó ở đây, chữ Jack Mang này. Đây, ông này ông người Pháp nên nó phải à, click cho ra ngoài kéo ra thế à, Jack Mang à, rồi đó Jack Mang. Đây mình sẽ để cho nó phông chữ nó mảnh mảnh một chút xíu, nhìn cho nó tinh tế đó. Cái màu á, thì chúng ta có thể chọn cái màu cho nó xanh xanh, ví dụ như là màu áo của cầu thủ hoặc là màu áo mà hình chân dung chúng ta mặc, nói chung là một cái màu nó nổi bật chút xíu. Đây mình chọn quyết chọn ha, cũng được, chọn click kéo đây, ví dụ mình chọn cái màu xanh xanh sáng sáng lên chút xíu, click OK đó thì nó màu xanh xanh xám xám, ví dụ anh toan chữ tên rồi chữ họ mình cho nó đậm lên chút xíu chẳng hạn vậy, medium hoặc là bold bold đi. Sau đó chúng ta cho cái khoảng cách dòng này cho nó gần gần nhau chút xíu. Thực ra là mấy cái tên tiếng Anh này thì có cái lợi là chúng ta cho khoảng cách dòng nó rất là thoải mái. Rồi, an toàn dịch mà có thể để bên này hoặc là có thể là để bên này cũng được. Ví dụ mình căn lề lại, ví dụ bây giờ mình đang là để lề phải, giờ mình sẽ chuyển nó sang lề trái. Đó, đại khái thế, để bên này. Rồi, thì đó là xong. Ví dụ như đây mình muốn làm cho nó tinh tế một chút xíu, mình là cho ánh sáng nó sọc sọc chẳng hạn thế, thì chúng ta có thể thêm vào file Place Place Enable. Nếu các bạn chọn cái nếu các bạn sử dụng những cái phiên bản trước á, như như là phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản CC 2015 thì nó là Play Enable. Còn nếu các bạn sử dụng CC 2014 trở xuống thì nó chỉ là chữ Play thôi.
Ok thì bên đây mình có thể là mình sẽ chọn cái này, click place. Xong ha, cũng là ship internet và click kéo. Bạn thấy click kéo ra này. Rồi, enter. Rồi tại vì ở đây nó đang là nó đang là cái play vào, cho nên là chúng ta sẽ bấm chuột phải vào nó ha, chọn rasterize, layer, cho cũng image adjustment, và chọn là desaturation. Sau tới đây chúng ta sẽ chọn cái blending mode của cái thằng này á là screen, và mình sẽ để cho nó ảnh hưởng tới mỗi cái background thôi, là mình sẽ click kéo nó xuống ở dưới chữ G đó, nó sẽ nổi lên. Có thể thấy là cái ánh sáng này nó khá hay, và đó là cách chúng ta làm. Nên như các bạn có thể thấy cái dọc này đây, mình sẽ chọn hết, click chọn đây ha, mình muốn tăng cái size này lên, mình sẽ click đây, để phím shift và click cái phần ở trên, Ctrl T kéo nguyên một cục, resize nó ra, enter. Rồi thì đó là cách làm, và cảm ơn các bạn theo dõi cái làm này. Mình còn một số cái tút khác nữa, sau này mình sẽ post. Nếu như các bạn cảm thấy cái cách làm cái hướng dẫn này hay thì các bạn có thể click like, click subscribe, nút ngay phía dưới này ha, để không bỏ lỡ những cái tút tiếp theo của mình. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpfoshow.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Bye bye.